Vũ mến chào các bạn. Hiện tại thì mình đang ở trên Phước Ninh. Ở đây có hai chiếc Ford nè, chạy bữa nay hồi hôm qua mưa, hồi tối mưa nha các bạn, nên nó là sáng nay nó bị trôi bánh rồi. Tại vì Ford một cầu á, hồi tối mưa quá đi nên là sáng ra hơi khó nha các bạn. Chiếc đằng kia như là cũng là một cầu nữa, mà chiếc này mới chắc ít rồi. Lại dẫn ra nha các bạn. Hai chiếc 4.000 không các bạn ơi. Trong hai chiếc này bữa mình có quay chiếc chạy ra, quay cũng khoảng 4-5 phút vậy đó. Đang chắc đầy một chạy ra các bạn, còn chưa đăng nữa. Mưa kiểu đất đen các bạn, đất đen mưa trơn ha. Cái này dẫn nó dẫn ra luôn á, dẫn đi dẫn lên lộ luôn nha các bạn. Ở đây là đường đường nhựa nè, đường nhựa từ từ Phước Ninh về Phước Minh ha. Trời còn mờ nha các bạn, chưa có sáng nha, mặt trời bữa nay cũng chưa có thấy mặt trời được, tại vì mưa hồi tối đang áp thấp, đang bão. Đang cột dây vô rồi, nhắm tới nha các bạn, thẳng dây ra này, chỉ là dẫn đi thôi nha các bạn, chứ không đến đổi nha, bị trơn nó bị cho bánh thôi. Dây ra tự lên. Một này nhỏ nha các bạn, thì có 3m4, dài 3m4. Có xài hộp số không? Số ở trước nè.
cái đường nó đi nó cắt dầm quá sâu nữa các bạn, cắt dầm quá sâu luôn ha, bởi vì đi nặng một cầu đi không nổi. Giờ chiến nó quay vô chiếc này hồi ra cho nó khỏe hơn, tại vì nó đã cắt dầm sẵn rồi, nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm nha các bạn, tại vì cái dầm đó đó là hồi nãy cái xe nãy nó có xuống mấy chỗ, xuống mấy chỗ lơ bơ xe này là không dám đi, xe này là phải đi một lát đi ra đường đó đó, đi ra đường tự vô nè. Chạy ngang mình gặp mình quay phút ngắn vô bạn xem chơi nha.